Chào mừng tất cả anh chị em đã quay trở lại kênh Top Kèo bóng đá nhé. Thì hôm nay ấy, anh em mình sẽ nhận định về trận Juventus và gặp trận Barcelona. Thì Barcelona thì hai đội này ấy, thành tích đối đầu gần đây thì là hai hòa. Riêng về Juventus thì là hai hòa, hai bại và một thắng và Barcelona là hai thắng, hai hòa và một bại thì đối đầu gần đây thì là đa số là thì ba Juventus ba lần hòa và hai lần bại và ngược lại là Barcelona là hai bại và hai thắng và một hòa thì kèo ngày hôm nay nhận định rồi cũng như các trận khác thôi nó có tổng có bốn kèo đó thì xác định nhìn vào những cái kèo này á thì mình có nhận định một chút như sau thì cái kèo đầu tiên á thì là Barcelona trừ 0,5 ăn đủ và tài xỉu là 2,5 thì xác định về cái kèo này ấy, thì đầu tiên các bạn nên để ý cái điều này là trận này ấy, nếu mà Barcelona thắng ấy, thì chắc chắn một điều sẽ là chỉ thắng 2-0 đổ xuống, đó chứ không thể thắng được trận này không thể thắng được 2-1, các bạn nên để ý cái điều này nhé. Với thứ hai ấy, cái một điều nữa là nếu mà Juventus thắng thì sẽ phải Nếu mà Juventus thắng Thì sẽ là phải tầm 2-1 Hoặc 3 đó Các bạn nên để ý những cái tỷ số như này Để các bạn Khi các bạn vào chơi các bạn rung Đó Thì bây giờ xét qua vấn đề chỗ tỷ số nó như thế nào Thì Mình sẽ kéo đây xét về vấn đề tỷ số thì tỷ số ở đây là tỷ số nhà, nhà cái đưa ra tỷ lệ một một là ăn thấp nhất và sau đó là các tỷ lệ barcelona thắng một không rồi hai một đó nên các bạn để ý những cái chỉ số này rồi là khi các bạn vào chơi dung cho nó ổn định đó nó đơn giản như vậy thôi thì cái mục đích như nào mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em biết thì nếu các bạn có vấn đề gì các bạn nhớ bình luận bên dưới nhé cho ý kiến bên dưới nhé đừng quên đăng ký và like ủng hộ kênh cho mình